Kính thưa quý vị, người hâm mộ của Manchester United được chạm tay vào cúp vô địch giải ngoại hạng từ Los Angeles. Hôm thứ Sáu vừa qua, thì người hâm mộ đội tuyển Manchester United ở Los Angeles đã có cơ hội để được nhìn ngắm và chạm vào chiếc cúp vô địch của giải ngoại hạng, nhưng một cuộc hành trình vòng quanh thế giới của chiếc cúp này. Cựu đội trưởng suốt 8 năm liền của Man United, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ryan Robson đã xuất hiện tại sự kiện cùng với chiếc cúp ngoại hạng để chào mừng những người hâm mộ. Đây là chiếc cúp vô địch mới nhất mà Man United giành được trong mùa giải trước. Sau Los Angeles, chiếc cúp này sẽ được đưa đến các thành phố khác tại Hoa Kỳ như San Francisco, Chicago và New York. Theo Robson chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng vui mừng trước tình yêu của bóng đá của người hâm mộ Hoa Kỳ, một đất nước đang dần dần trở nên quan tâm hơn đối với môn thể thao vua, nhất là trong mùa giải World Cup sắp tới và sự xuất hiện của cựu danh thủ David Beckham tại LA Galaxy. Rất nhiều người hâm mộ tại Los Angeles đã cùng tập trung lại để gặp gỡ với Robson, để được chiêm ngưỡng những kỷ vật của câu lạc bộ Man United và hơn hết là để chạm tay vào chiếc cúp vô địch cao quý của giải ngoại hạng. Cuộc hành trình của chiếc cúp đã được bắt đầu theo sau tuyên bố rời bỏ Man United của đội trưởng Nemanja Vidic. Trong mùa giải vừa qua, hậu vệ 32 tuổi người Serbia đã phải thi đấu một cách chật vật dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên mới ông David Moyes và đang được đồn đoán về việc đầu quân cho gã khổng lồ Inter Milan. Giữ chức đội trưởng trong mùa giải 2010-2011, Vidic đã trở thành một thành viên của Man United vào năm 2006 cùng với Rio Ferdinand, tạo thành một trong những cặp trung vệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ này. Theo Robson, thì người đã từng là đội trưởng lâu nhất tại Manchester cho biết, các cầu thủ xuất sắc thường đến rồi đi rất bình thường. Do đó thì anh tin tưởng là Man United sẽ nhanh chóng tìm được thêm những tài năng mới. Điểm dừng chân tiếp theo của chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng sẽ là tại New York vào ngày 14 tháng 2. Sau Hoa Kỳ thì chiếc cúp này sẽ được đưa tới nhiều quốc gia khác trên thế giới như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Nga và Ả Rập Saudi.